cái đồ đặc tài hồi sáng ăn sáng vậy đó. À, lắm đó nha. Cái gà cái gì cái mồm này người gắn. Cái mồm này là mồm nặng này, nó có quả này này. Nó cho cái thanh niên to cao này. Cái nó nặng lắm em ạ. À. Em thứ hai ạ. À. Rồi đứng khoảng tầm 15 phút rồi mà chuyển tay liền. Thật. 15 phút rồi à. Nhìn nhất có mồm bánh nữa. B là B, là B cũng thế à. Đưa tay lên là rất có B rồi. Còn B của em bông này mới nhẹ lại. Ôi xí là sao làm nhẹ lên kia nhá. Nặng quá. Cái thứ ngọt đi, anh khao bớt nước ở này. Khao bớt nước ra. Chỉ làm một lon thôi. Cái tiếp được thuốc là bớt thì để nhẹ rồi đấy. Đi con. Sao làm bằng cái khoan hết chân nữa. Để chảy đi. Chảy đi. Rửa đây, rửa đây. Một hai ba bán đều. Ai chả, là cái cục sau nữa. Ui chả. Rồi mình đi giờ đi vào đi. Vô đi em, vô đi. Đi đi cả nhà đi đi. Bắt đầu đi vào này. Rồi mọi người đi vào đi. Thank you.
các bác cùng toàn thể bà con nông dân vừa thấy đó. Tức là những cảnh đó là lễ nạp tài nha bà con nông dân. Tức là lễ nạp tài của cậu, chú Thơm gọi bằng cậu, tức là em của vợ đó các bác. Nhà có mỗi mình cậu con trai thôi thì lấy vợ. Nên chú Thơm cũng muốn làm đoạn clip để giữ làm kỷ niệm thứ nhất. Thứ hai nữa thì cũng thông báo cho các bác, cho toàn thể anh chị em cùng bà con nông dân được biết là mấy hôm nay chú Thơm không đi bắt hàng là lý do là vậy nha các bác. Em sẽ dành chút thời gian để chung vui và phụ giúp em nó hoàn thành cái công việc quan trọng nhất của một đời người ở nhà các bác. Đó, cậu, chú Thơm nhắc lại cậu, em vợ nha các bác. Đó thì cũng làm đoạn video trực diện nhất để thông báo cho bà con nông dân biết. Tại vì rất nhiều các bác điện cho em hỏi là mấy hôm nay sao mà không thấy đăng video, hoặc là mua bán bò, hoặc là thế này thế nọ, hoặc là cái clip trước đó em có làm để mổ cái con bò đó các bác, thì em cũng chưa có thời gian để làm clip nữa. Đó chỉ mà mong bà con nông dân hết sức thông cảm, và hẹn các bác các clip tiếp theo em sẽ cố gắng và tức là rảnh rồi em sẽ làm cái clip đó và thông báo cho những bác nào mà được trúng thưởng của cái trò chơi đoán cái trọng thịt của con bò đó nha các bác. Đó, còn ở đây các bác này thì chắc là có lẽ phải vài ngày nữa chú Thơm mới đi bắt hàng lại các bác, rồi thông báo cho bà con nông dân biết luôn. Chắc vài ngày nữa chú Thơm mới đi bắt hàng lại, tại vì hôm nay mới là lễ nạp tài cho các bác, tại vì ngày mai cưới, rồi hai ba hôm nữa chú Thơm lại bận một chút xíu công việc đó các bác, nên em sẽ giải quyết xong xuôi mới đi bắt hàng lại cho bà con nông dân. Nên những bác nào mà điện cho chú Thơm bán bò đấy thì bác cũng hết sức thông cảm nha các bác. Không có các bác điện được không thấy em hồi âm, hoặc là không thấy em đến nha các bác, tại vì chia sẻ với các bác là đó, các bác cũng thấy đó, trực diện đó, chứ không phải là chú Thơm nói không đúng nha các bác. Hẹn các bác vài ngày nữa chú Thơm sẽ mua bò và liên hệ với các bác để đến gia đình các bác bắt bò nữa. Bà con nông dân hết sức thông cảm. Còn bác nào mà không kiên nhẫn hoặc là cần tiền để làm việc thì các bác có thể bán cho người khác, em liên hệ với các bác. Các bác nào bán rồi cũng được, để bà con bác nào có nhu cầu mua thì cũng cố gắng chờ đợi em vài ngày nữa sẽ có các clip tiếp theo và công khai báo giá luôn cho bà con, để làm nơi các bác mua con giống nó ok và uy tín nhất ở hiện tại bây giờ ở thị trường khu vực phía Bắc bây giờ nha các bác. Còn chúng ta mua bán cái gì cũng thật rõ ra. Còn chào các bác. Chào các bác.